Thưa quý vị và các bạn, với trên 5.300 doanh nghiệp đang hoạt động, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, vai trò của tổ chức công đoàn tại các đơn vị đã bước đầu phát huy trong việc bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của người lao động, đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn mới, ghi nhận của nhóm phóng viên chuyên mục. Cùng với mối quan tâm về tiền lương, người lao động làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp đã bắt đầu có nhận thức rõ ràng hơn về quyền lợi của bản thân khi tham gia sản xuất. Đặc biệt đối với doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài như công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Đà Lạt, Nhật Bản, đóng chân tại khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng. Người lao động tham gia sản xuất theo tiêu chuẩn HACCP ISO 22000 sẽ có tác động trực tiếp đến quy trình và chất lượng sản phẩm. Vì thế, ngoài huấn luyện những kỹ năng về an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, thì chính sách hỗ trợ, chăm lo tốt cho người lao động là yếu tố góp phần cho sự thành công của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập như hiện nay. Tôi làm ở đây là 14 năm. Thì công ty này là công ty của Nhật, 100% Nhật Bản. Thì công ty rất là quan tâm đến đời sống của cán bộ nhân viên và lắng nghe những cái ý kiến của những công nhân viên để họ có những cái sự giúp đỡ kịp thời cho cán bộ. Thứ hai đó là các cái chế độ mà bảo hiểm hay là những cái chế độ lương lậu đồ là họ cũng đáp ứng đủ cho công cán bộ nhân viên. Cho nên là có những, không phải riêng bản thân tôi mà rất nhiều người đã làm ở đây cả mười mấy năm rồi chứ không phải riêng bản thân tôi. Xác định được rằng công đoàn cơ sở sẽ cầu nối giữa doanh nghiệp với công nhân lao động. Công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp công nghệ cao Nhật Việt đóng chân trên địa bàn huyện Đức Trọng tuy mới đi vào hoạt động hơn 5 năm, nhưng đã chú trọng xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh để chăm lo tốt cho công nhân lao động. Hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao với 12 hectare trồng hoa cắt cành xuất khẩu sang Nhật Bản. Quy trình, kỹ thuật chăm bón vô cùng quan trọng để hoa đạt chất lượng xuất khẩu. Đơn vị này đã phân công công việc theo sức lao động và trình độ kỹ thuật để đáp ứng cho từng công việc khác nhau. Từ đó có mức lương và phụ cấp phù hợp với từng công nhân. Ngoài ra, công đoàn cơ sở cũng tham mưu cho lãnh đạo đơn vị về chế độ nghỉ dưỡng, tổ chức hoạt động vui chơi lành mạnh để người lao động có thời gian nghỉ ngơi phù hợp, tái tạo sức lao động. Công đoàn của công ty Vusivat thì mới vừa thành lập thôi, nhưng mà cái vai trò của nó cũng đã được phát huy, đó là về giữa doanh nghiệp và công đoàn thì nó cũng có một sự gắn kết. Thì chúng tôi cũng đã bàn bạc và thảo luận để đưa đến đời sống nông dân công nhân càng ngày nó càng tốt hơn. Giả sử như là chúng tôi cũng đã có những cái có bữa cơm buổi trưa để mà cho anh em công nhân hỗ trợ buổi trưa. Còn các cái mặt khác như là hỗ trợ về bảo hộ lao động đầy đủ, vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra thì cũng có những cái cuộc mà giao lưu để mà đi giúp những công đoàn khác và đi dã ngoại du lịch chẳng hạn. Lâm Đồng là địa phương với thế mạnh về trồng chế biến trà ô long. Người lao động tham gia sản xuất trong lĩnh vực này đa số làm theo mùa vụ, không cố định. Tuy nhiên, bằng chính sách phân công lao động hợp lý, các doanh nghiệp chuyên trồng chế biến trà ô long vẫn đảm bảo cho người lao động địa phương có mức lương ổn định, không để tình trạng nghỉ việc không lương nếu không sản xuất, và vẫn được hưởng chế độ bảo hiểm theo quy định. Thì mọi việc công nhân đều được hưởng, mọi cái thao tác của bên công đoàn và các chế độ ăn uống thì công nhân đều được hưởng hết. Bảo hiểm thì những ai muốn đóng bảo hiểm, những người làm lâu dài thì công ty cũng đóng bảo hiểm cho, còn những ai làm thời vụ thì công ty cũng trích, ví dụ như là hàng tháng, ví dụ như là đóng theo bảo hiểm ấy, để cho anh em được hưởng, ví dụ anh làm mấy tháng thì anh được hưởng mấy tháng. Ngoài ra, chính sách khen thưởng, tuyên dương kịp thời cho những cá nhân hoàn thành tốt công việc để tham gia sản xuất không còn mang tính trách nhiệm. Người lao động sẽ hăng hái thi đua, làm việc hiệu quả. Có như thế, các doanh nghiệp mới có thể trụ vững và phát triển trong giai đoạn kinh tế cạnh tranh gay gắt như hiện nay.